Hết bán rồi thì tôi thấy một chiếc rút then nó bay quằn nó hạ xuống. Thì tôi thấy ông phi công mới xuống dương kinh á. Thì ông mới kiếm người ra lên nhà ông đưa lên trục thang ông chở ra sân bay á, đưa tôi về bệnh viện của quân ạ. Ông lồm rồi hầu đó là ông nội tôi với này nọ mới kiếm đó là mới tôi mới về ông mới biết tôi là còn sống. Là Mỹ nó xấu. Mấy ông phi công Mỹ đó thì cũng là một ân nhân tôi và cũng là cũng như người đã sinh tôi ra lần thứ hai, nên bây giờ ông đã qua đời tôi cũng thờ chung với bàn thờ cùng gia đình tôi và cúng giỗ chung một ngày. Khu Hòa năm 68 19 cái là nghe còn như vậy mà nó trỏ mít. Sau khi vụ tống rác Sơn Mỹ xảy ra thì gia đình bị trong vụ tống rác Sơn Mỹ hết, chỉ còn sống lại duy nhất là Đỗ Ba được một máy bay trực thăng của Mỹ cứu ở chỗ cái đường cống đây. Vợ thì làm ăn xa ở thành phố Hồ Chí Minh, nuôi một con đi học, rồi cũng là bám trụ ở quê hương này rồi